Kính thưa quý vị, những nghi thức này sẽ giúp quý vị tạo được ấn tượng tốt tại nơi làm việc ngay từ những phút đầu tiên, phút mở đường thăng tiến cũng như xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. 1. Tạo ấn tượng tích cực. Cách bạn thể hiện mình với những người khác trong công việc nói lên rất nhiều điều. Mọi người thường hình thành ấn tượng đầu tiên về người khác trong vòng chỉ vài giây sau lần gặp đầu tiên. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ để thể hiện mình là một người chuyên nghiệp. Dưới đây là một số mẹo quan trọng giúp bạn tạo ấn tượng tốt. Đứng thẳng, đừng quên giao tiếp bằng mắt, quay về phía mọi người khi họ đang nói và mỉm cười chân thành. Thực hiện đúng quy định về trang phục công sở. Khi gặp ai đó lần đầu, hãy bắt tay chắc chắn nhưng nhẹ nhàng. Đừng ngủ gật hay ngáp ngắn ngáp dài ở nơi làm việc. Đến sớm. 2. Cách cư xử. Cách bạn đối xử với mọi người nói rất nhiều về bạn. Tìm hiểu tên của mọi người và ghi nhớ. Một mẹo hay để bạn nhớ tên là nhắc tên họ 3 lần ngay trong cuộc trò chuyện đầu tiên với họ. Khi bạn đã gặp mặt mà không nhớ tên, đó có thể là dấu hiệu để ai đó cho rằng bạn không coi trọng họ. Tôn trọng tất cả mọi người, bất kể họ làm công việc gì, ở vị trí nào. Những gì bạn chia sẻ với người khác về cuộc sống cá nhân của mình là sự lựa chọn của bạn và đừng quên chọn lọc chúng. Đừng yêu cầu người khác chia sẻ cuộc sống cá nhân của họ với bạn khi họ không muốn. Nhiều người không thích làm điều này trong môi trường làm việc. Tôn trọng không gian cá nhân của mọi người. 3. Kỹ năng giao tiếp. Đôi khi không phải những gì bạn nói mà là cách bạn nói, điều đó mới là quan trọng. Trả lời các cuộc điện thoại và email trong vòng 24 giờ, ngay cả khi nội dung là bạn sẽ cung cấp thông tin yêu cầu vào một ngày sau đó. Hỏi người ở đầu dây bên kia trước khi bạn định bật loa ngoài. Email tại nơi làm việc phải giữ đúng ngữ pháp và không có lỗi chính tả. Khi gửi email, đừng quên chủ đề và đảm bảo rằng nó thực sự liên quan trực tiếp đến những gì bạn gửi. Điều này giúp bạn dễ tìm lại khi cần cũng như nhanh có các phản hồi hơn. Đừng viết thư những điều gì bạn không muốn nói trước mặt ai đó. 4. Trong các cuộc họp. Khi được mời họp, đừng đến quá sớm vì có thể họ đang chuẩn bị cho cuộc họp với bạn hoặc đang cố gắng hoàn thành công việc khác. Đừng đến muộn. Nếu bạn gặp sự cố, hãy cố gắng báo cho ai đó biết để mọi người không phải ngồi đợi bạn. Đến đúng giờ trong một cuộc họp có nghĩa là đến sớm 5 phút và con số này đối với một cuộc phỏng vấn là 10 phút. Đừng ngắt lời khi người khác đang nói. Đây thực sự là một thói quen xấu. 5. Ở không gian làm việc. Giữ không gian chuyên nghiệp và gọn gàng, mọi người sẽ nhìn thấy không gian làm việc của bạn và coi đó là hình ảnh phản chiếu chính bạn. Cho dù đó là phòng riêng hay văn phòng, hãy tôn trọng không gian của người khác. Hạn chế các cuộc gọi cá nhân, đặc biệt nếu bạn làm việc trong một không gian rộng với nhiều người, không chia phòng nhỏ. Tìm hiểu thời điểm và địa điểm thích hợp để sử dụng điện thoại di động trong văn phòng của bạn. Mùi từ thức ăn và tiếng ồn từ việc ăn của bạn có thể làm người khác mất tập trung. 6. Nghi thức kinh doanh quốc tế. Khi thị trường toàn cầu phát triển, chúng ta cũng cần hiểu nhiều hơn về các tiêu chuẩn quốc tế về nghi thức thanh toán kinh doanh. Khi thị trường toàn cầu phát triển, chúng ta cũng cần hiểu nhiều hơn về các tiêu chuẩn quốc tế về nghi thức kinh doanh. Hãy tìm hiểu về đất nước của công ty bạn làm việc cùng, lưu ý các nghi thức, văn hóa và phong tục phù hợp. Một số điều quan trọng bạn không nên bỏ qua là: trong quá trình hợp tác kinh doanh, việc thông thạo ngôn ngữ sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tuyệt vời với đối phương. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ biết chút ít ngôn ngữ nhưng lại vờ như thông thạo, điều đó thực sự có thể gây hại cho công việc mà bạn đang cố gắng hoàn thành. Hãy chú ý đến múi giờ. Bạn không muốn đánh thức ai đó bằng những cuộc gọi hay email xử lý công việc. Giờ làm việc giữa các quốc gia là khác nhau. Hãy lưu ý điều này khi lên lịch các cuộc họp hoặc hội nghị. Biết những ngày lễ của quốc gia họ và tôn trọng khoảng thời gian đó. Tìm hiểu trước về phép xã giao trên bàn ăn sẽ giúp bạn tận hưởng những trải nghiệm mới tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đó là những quy tắc ngầm giúp quý vị luôn giữ được hình ảnh đẹp trong cuộc sống. Và tiếp theo là 6 mẹo nhỏ
giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tất cả chúng ta đều có điều mình muốn đạt được, và dưới đây là 6 mẹo nhỏ mà có võ giúp bạn xây dựng các thói quen tốt và ngày một hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 1. Bắt tay vào việc. Nếu mục tiêu của bạn là gắn bó với yoga, nhưng phòng khách nơi bạn luyện tập chỉ là những bức tường trắng nhàm chán và TV luôn ở chế độ bật, thì việc tìm kiếm động lực có thể trở nên khó khăn. Hãy để tấm thảm yoga của bạn ở nơi dễ nhìn thấy, đặt ra quy tắc chỉ bật TV theo một lịch trình nhất định và treo một bức tranh hay khẩu hiệu liên quan đến yoga để tự nhắc mình về luyện tập. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh mình. Các siêu thị luôn tìm cách bài trí sao cho tác động thu hút nhất đến những người mua. Các nhà thiết kế nội thất thì nghiên cứu cách không gian và dấu hiệu thị giác ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận. Ở đây, bối cảnh chính là chìa khóa. Hãy để những thứ bạn không muốn ở ngoài tầm mắt và để trong tầm mắt những thứ liên quan đến điều bạn muốn. Bạn sẽ thấy mình gắn kết hơn với thói quen muốn xây dựng một cách tự nhiên. 2. Bắt đầu từ bước nhỏ, dễ dàng và thuận tiện. Chỉ đọc một trang sách mỗi ngày sẽ dễ thực hiện hơn nhiều so với việc đọc một chương. Hãy bắt đầu những thói quen mới bạn muốn xây dựng từ đó. Chọn cái nhỏ, dễ dàng và thuận tiện. Bạn muốn xây dựng thói quen đi bộ mỗi ngày? Hãy bắt đầu từ việc đi đổ rác, những hoạt động gần nhà mà bạn vẫn làm mỗi ngày. Bạn muốn bắt đầu tập gym? Hãy chọn phòng tập gần nhà hoặc công ty bạn nhất. Mỗi khi gặp chỗ vướng như phòng tập xa, trời lại mưa hay quãng đường đi bộ có đoạn mình không thích, chúng ta dễ chùn bước, đặc biệt là vào thời điểm kết thúc ngày làm việc dài, bạn có thể không còn động lực để thực hiện. Bởi vậy, hãy khiến cho việc thực hiện trở nên dễ dàng và gần gũi hơn, như đặt đồ tập thể dục ở cửa và để chào cũng như nguyên liệu bạn muốn dùng cho bữa sáng lành mạnh trên bàn bếp. 3. Tưởng tượng cho đến khi bạn đạt được. Nếu bạn muốn chạy thật nhanh và giành chiến thắng trong một cuộc thi marathon, khi tập luyện, hãy giả định rằng bạn là một vận động viên chạy bộ. Khi bạn biến điều bạn muốn thành một phần bản sắc của mình, bạn sẽ thích nghi một cách tự nhiên hơn với các chi tiết cụ thể, thói quen sẽ tự theo sau. Khi bạn tập trung vào điều gì đó mà bạn cảm thấy quan trọng, bạn sẽ có động lực để trở nên tốt hơn. 4. Tư thưởng cho sự cố gắng. Đừng quên tư thưởng cho bản thân khi bạn thường xuyên thực hiện được một thay đổi nhỏ. Đó có thể là những phần thưởng đã đạt được, đặt ra rõ ràng, hoặc một tờ giấy ghi phần thưởng được bốc ra ngẫu nhiên bởi bộ não của chúng ta thích điều đó. Bộ não của chúng ta được kết nối để tiếp nhận những thứ mang lại phần thưởng cho mình. Vì vậy, ngay cả khi phần thưởng là một cái gì đó nhỏ thôi, nó có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong bức tranh lớn. 5. Xác định rõ thời gian và địa điểm. Mẹo hữu ích dành cho bạn chính là hãy tạo nên thói quen bằng cách xác định thời điểm cho thói quen bạn muốn thiết lập. Nhớ, thời gian và địa điểm chính là chìa khóa. Bạn cần quyết định xem mình muốn làm gì và thời gian nào và ở đâu. Đó có thể là sau ly cà phê buổi sáng hoặc trước bữa tối. Nhưng nhớ kèm địa điểm và hành động cụ thể diễn ra ở đó. Ví dụ, sau khi uống cà phê buổi sáng, tôi sẽ tập lưng và vai 15 phút trong phòng khách. Điều này sẽ giúp bạn làm rõ những gì mình cần mỗi ngày, theo dõi và tập trung tốt hơn vào thói quen mới. 6. Tìm kiếm ước mơ. Bạn yêu thích ẩm thực, bạn có thể nấu ăn rất ngon và bạn nhận ra mình muốn trở thành một đầu bếp. Xin chúc mừng, có mục tiêu và ước mơ là điểm khởi đầu cho những dự án kinh doanh mới. Chúng ta cần biết mình đang hướng tới điều gì, muốn đi đến đâu và cần phải làm gì. Tuy nhiên, khi biến ước mơ thành những mục tiêu lớn, chúng ta có thể cảm thấy mình cần phải thực hiện nó thật nhanh, thật hoành tráng hoặc là không có gì. Điều này tạo ra sự lo lắng không cần thiết và dễ khiến bạn mất đi động lực. Hãy loại bỏ sự căng thẳng đó, tránh đặt kỳ vọng quá nhiều để rồi thất vọng khi đạt được hoặc thậm chí đạt được vẫn thấy trống rỗng thay vì cảm giác thích thú.